Rồi mỗi người một cái cùng làm từ từ khoa về anh đi. Đây là khoa này. Cuốn của khoa đâu? Rồi đây 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 xem cái cuốn đấy. Đâu có biết làm cho này. Đó thôi được rồi, giỏi rồi. Đâu, cuốn của khoa đâu, giờ cuốn khoa đây. Cuốn của khoa đâu. Đây là khoa nha, đây là của Annie nha. Rồi. Bắt đầu. Làm luôn hả? Cuốn của khoa đâu, cuốn của Annie đâu. À, hôm nay ngắn con sử sao làm. Có vẻ cũng làm à, em làm. Ủa, cái đó làm sao mà làm được? Không được mà, dùng cái răng rồi chưa. Cái hả? Thì cho cháy là cháy. Thì gom cho chặt vào nhau. Đây, 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 đây. Đây, hết nút rồi. Ồ. Rồi, ai muốn thử mỗi người ra 50.000 cho 50. Đây nha. Ồ, đây đẹp nè. Mà có cái thứ dài hơn cái khoa bé tí này. Cái của khoa thắt xong là nó hết mẹ nó. Nó bị ngắn thở. Cái của khoa ngắn đây. Chơi về mấy cái dài dài nó thích hơn. Thành quả nhau. Cái này thì rất là ngắn này. Em ơi, bây em không xứng đáng nên nói câu đấy. Để thử với cái này, cái này siêu ngắn. Có làm cắt từ sau. Có làm cắt từ sau. Not human. Dead nature. Kiểu quay reaction đấy. Cái này rất là khó. 6, 8, 9. Hôm qua là 12 đúng không? Bắn này hôm nay nhìn sớm. Thì kiểu với cả hai bây giờ thắt đứa nào thắt nút hai này rồi nhi nhi sắp lớn chưa vô con không đi được ở nhà trông em 5 tuổi nhi sắp lớn chưa thật ra gọi là vũ con nhưng mà to hơn cả vũ lớn đấy năm chín to kiểu nào kiểu Dusty là người có khả năng nói những câu hết sức nghiêm túc với một giọng rất là kiểu trầm trọng như mọi người lại phá ra mọi người mới của MTV đó. Không có vừa đâu. Đừng có đồ. À hôm nay em Facebook anh gửi xong xong ông ấy hỏi cái quả. Ờ, bảo là bảo cái này là phải keep secret xong lên tường Dustin cứ chúc mừng anh, chúc mừng anh, chúc mừng anh, chúc mừng anh. Đã hiểu. Ai chúc mừng? Ai lên tường chúc mừng? Em chúc mừng. Nếu người có nghe chuyện hôm qua không? Đưa qua đưa Vũ về thì Vũ là trường chở Khánh đi nó lao thẳng vào nhà ngay cái cổng luôn là kiểu bây giờ mình đến nhà bạn một đám ấy thì chở cái bát cái này nó quá ngắn nên là thắt xong nó thành như này đó giờ công nhận lúc đấy là mình bắt chưa kiểu nó vừa lao đến là